Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá nướng da giòn com Asuka Tiểu Đường, dầu Nhật Bản, bảo thi shop Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Liêu Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Liêu Sài Gòn TV. Chúng tôi có trên Facebook này, có trên uh, YouTube này, quý vị có thể coi live bây giờ. À, chúng tôi có trên TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali là 16.11, Houston Texas là đài 27.6, cũng như là trên mạng lưới internet thì quý vị gõ vào uh, tv com à, Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ Tư hôm nay là ngày 10 tháng 7 2024. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, nếu như mà cuối tuần này không. Từ ngày hôm nay cho đến cuối tuần. Quý vị nào mà có giấc mơ đi Las Vegas để kiếm tiền. Đóng thay tiền gì? điện. No, thay vì bình thường người ta đi là đóng tiền điện đúng không? Ừ. Đi là đó là không bao giờ thắng được hết. <laughs> Thì ngày hôm nay á từ đây cho đến cuối tuần là cơ hội có nhiều người có thể trúng thưởng nhiều hơn bình thường Ồ, tại sao? ngay ở tại à, khách sạn Mirage ở Las Vegas. Lý do là tại sao? Bởi vì nơi này á, là chuẩn bị sẽ đóng cửa oh. để mà họ xây dựng mới. Nhưng mà trước khi đóng cửa và trước ngày 17 tây tháng 7, đó ừ. là cái ngày mà họ đóng cửa hoàn toàn và bắt đầu cái kế hoạch để xây dựng mới lại hết. Thì họ phải tiêu cho bằng hết số tiền một triệu sáu lý do đó là những cái lý do theo quy định của những cái sòng bài ở đây nghĩa là trước khi mà đóng cửa như vậy đó thì họ phải có những cái cái, cái tiền giống như một cái cách để trả lại ừ. những cái tiền thưởng cho những người mà đã từng đến đó đánh bài vân vân cho nên làm sao để mà họ uh, tiêu hết một triệu sáu này thì theo cái cách cái tiền này á Họ nói rằng là là Tiền của những người, nhiều người trước đây Đã từng trung thưởng hoặc là uh, Cái cách giải thích của họ hơi mơ hồ một chút Nhưng mà mình chỉ có thể hiểu Là họ sẽ dành Một triệu hai Là dành cho những người mà chơi ừ. uh, Chơi kéo máy á Cái slot machine á Và bốn trăm ngàn đô la Là cho những người chơi bài ở trên cái bàn Thì quý vị Từ hôm nay thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong 3 ngày thì mỗi ngày như vậy họ sẽ dành 200.000 đô la cho mọi người trúng thưởng. Ừ. Thật sự Ngọc Lan không biết bình thường á cái người ta người ta sẽ chi tiêu như thế nào, họ có những cái quy định ví dụ như ngày hôm nay cái sòng bài này thì họ sẽ những người chơi máy sẽ họ cho ra các cái giải trúng, ví dụ như tổng cộng lên đến là 50.000 đô la ừ. hay là 100.000 đô la vân vân mình không biết. Cho nên quý vị sẽ thấy ô có những ngày tại sao có những người họ trúng liên tục và có những ngày thì không có trúng. Tất cả nó trong cái quy định của họ hết rồi. Họ ừ, set ừ. up những cái máy đó. Thì bây giờ ở cái khách sạn này từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu nếu mà chơi cái, cái máy mà kéo đó tổng số tiền trúng thưởng sẽ là 200 000 đô la mỗi ngày. Wow. À, 200 000 đô la có nghĩa là mức đó nhiều đó. Thứ bảy, chủ nhật thì mức trúng thưởng sẽ là 250 000 đô la mỗi ngày. Ừm. Rồi xong rồi đến ngày mà 16 Tây á Thì ngày đó cái mức trúng thưởng chỉ còn 100 ngày thôi Thì qua ngày 17 Tây là đóng cửa rồi Như vậy thì tổng số đó sẽ là 1 triệu 2 ừ. Rồi đối với lại những cái bàn mà chơi chơi kéo máy đó Thì những bàn chơi kéo máy đó thì là sẽ có 400 ngàn cho những người mà trúng thưởng khi mà chơi ở trên cái bàn kéo máy cho nên họ nói uh, đây là cái cơ hội để những ai mà còn lưu luyến với lại khách sạn Mirage này trước khi nó sẽ biến mất và rồi nó sẽ xây dựng đổi thành khách sạn sòng bài Harrods mở cửa vào năm 2027 thì ngày hôm nay quý vị có thể đến đó biết đâu uh, bình thường mình chưa bao giờ trúng thì giờ ngồi chơi cái máy tính hình không có thể À, uh, nói về uh, cái khách sạn Mirage uh, uh. ở Las Vegas đó thì nó được mở cửa vào ngày 22 tháng 11 của năm 1989. À lúc bây giờ đó thì cái công ty uh, mà chủ sở hữu của cái khách sạn này đó là Harrock. Đó cho à, nên rồi. bây giờ cũng trở lại là Harrock. Đúng rồi. Đó. Thưa ừ. quý vị, uh, khi mà người ta mở ra cái sòng bài này đó thì đây là một trong những cái sòng bài về khách sạn uh, thay đổi cái cái lối suy nghĩ của người ta khi mà tới Las Vegas tới Las Vegas người ta thường nghĩ rằng là ở uh, một là mình đi chơi đánh bài hai là mình đi coi show nhưng mà khách sạn The Mirage đó, khi mà người ta mở ra đó thì mình có thể vô đó mình coi được những cái nơi mà người ta nuôi hay là huấn luyện những loại thú ở trong đó nữa như là những con cọp á, cọp trắng đó cọp trắng mà có những cái người nổi tiếng người ta huấn luyện rồi người ta biểu diễn cho mình coi rồi có nguyên một cả một cái hồ nuôi có những con cá um, gọi là cá heo đó rồi rồi có những cái cuộc biểu diễn của những cái heo vân vân. Thì và và trong này là có nguyên một cái khu mà người ta gọi là nó giống như là the rain forest, một khu rừng vậy đó. À, rất là nó khác lạ với những cái sòng bài kiểu mà hồi trước tới giờ ở tại Las Vegas. Và the Maras cũng là một trong những cái sòng bài khách sạn mà người ta nói rằng là lúc bây giờ nó là một trong những cái nơi lớn nhất trên thế giới luôn là cái hệ thống của khách sạn The Maras như vậy. À, thì tôi có tới đây chơi và ở đây cũng nhiều lần rồi Tại vì nó mở từ năm 1989 mà ừ. Có những khi mà có những cái, cái gọi là promotion Khuyến mãi, rồi được tặng phòng này kia đó Thì cũng thường lên đây à, Không ngờ cho tới ngày 17 tháng 7 này là coi như đóng cửa luôn rồi Đúng à. là sẽ là coi như là xóa sổ để ừ. mà xây dựng một cái khách sạn mới Bây giờ mình mới biết là từ một cái nơi sa mạc Mà Las Vegas biến thành gọi là thành phố không ngủ nổi tiếng trên toàn thế giới mà một điều nữa cái cái số tiền mà họ thu được từ kinh doanh sòng bài đó nó đủ nhiều để cứ sau à, vài chục năm thì một cái khách sạn lớn sẽ biến mất để thay bằng một cái khách sạn khác cứ như vậy là lần, lần lần lượt với nhau hình như đây là cái khách sạn mà mỗi lần mình đi lên Las Vegas đó, mình đi trên con đường Las Vegas Boulevard đó là mình thấy nó có cái um cái núi lửa đó đúng rồi đó, đúng rồi đúng ngày rồi, xưa nào? nó có cái nó có cái show uh, biểu diễn ở ngoài đúng núi rồi. lửa rồi không có phải uh, mất tiền vé để đi vô đúng rồi đó đó, 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 đó là là, cái là nơi sàng, này đúng rồi dạ yeah. uh, thưa quý vị ngày hôm uh, ngày hôm qua đó thì uh, ngọc lan có nhắc đến cái tin là một cái con uh, một con chó mà nó bị uh, bịch cái, cái mõm lại khi mà người ta tìm uh, tìm thấy nó thì xong rồi á, lúc đó nói là tiền thưởng sẽ là hai ngàn rưỡi cho những ai mà chỉ ra được tung tích của người chủ nhân, ừ. bởi vì họ nói ô con chó này nó tội nghiệp quá, nó phải đau khổ đủ thứ hết. nhưng mà ngày hôm nay tiền thưởng đã lên hơn gấp 3 lần, wow. bởi vì khi mà người ta nghe tin tức, người ta cảm thấy tội nghiệp con chó này quá, cho nên là họ đã đóng góp và bây giờ tiền thưởng đã tăng lên là 7.600 đô la ừ. cho ai chỉ ra được chủ nhân của con chó này ừ. và người ta đang tiếp tục để mà tìm kiếm xem ai mà nỡ bỏ con chó này như thế. Con chó này nói rằng lúc mà người ta tìm được nó nó chỉ khoảng ước lực khoảng 7 tuần tuổi thôi. Nhưng mà thấy nó cũng bự. À, khoảng 7 tuổi, con chó 7 tuổi. 7 tuổi, tức là nó được khoảng một năm hơn á. Mà cái điều mà khiến cho người ta làm cho người ta xúc động nữa, đó là ngoài cái việc mà khi phát hiện ra con chó này vào tuần trước họ nói rằng nó bị bị một số những cái mụn cốc rồi mụn thịt gì ở ở cổ ở chân bây giờ khi mà khám thì nói con chó này nó có thể là nó bị ung thư hệ bạch huyết ừ. điều đó khiến cho người ta xúc động và đang um, họ đang tìm cái cách hoặc là cho người ta nhận về nuôi hoặc là đưa nó vào những cái nơi mà nuôi chó rồi người ta tìm cách làm sao mà để chữa trị cho nó cũng chưa biết là cái kế hoạch chữa trị cho con chó này sẽ như thế nào Còn đang giống như bác sĩ còn đang kiểm tra xem là cái mức độ mà ung thư bạch huyết của con chó này đang ở tình trạng ra làm sao Vân vân thì đó là liên quan đến chuyện quý vị thấy á chỉ có một con chó thôi nhưng mà nó có thể mà nó gây xúc động cho người ta nhiều đến như vậy. Người cái người mà tìm ra con chó này cái cặp mà vợ chồng tìm ra lúc thấy nó trên đường rồi nói rằng là uh, nhìn nó đó đã phải rất đau khổ ra làm sao, người ta hiểu được cái uh, tình cảm của nó như thế nào. Ngay cả những người khi mà người ta coi tin tức á họ cũng nhìn cái gương mặt của con chó này, đó là một con chó săn Đức, họ nó cũng nói là ồ ờ, nhìn nó thấy nó buồn quá tội nghiệp quá rồi bây giờ cái người mà trưởng của cái cái nhóm mà điều tra đó cũng nói rằng là à, hoàn cảnh của con chó này được tìm thấy rất là khủng khiếp và đồng thời là sự xúc phạm đến đạo đức của con người cũng như là à, xúc phạm đến cái cái tư cách của những người quản lý con chó này thì đây là những cái thông tin liên quan về con chó người ta đặt tên cho nó một cái tên một cái tên khác nữa đó là argon <laughs> à, nói về à, những cái mà nó gây xúc động cho những người mà xem những hình ảnh hay là video clip này kia đó à, nhất là những con thú vật à, chó mèo chim cá hoặc là con nít đó là những cái mà khi dễ gây xúc động cho cái người xem khi mà cái 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 bộ mặt được biểu cảm ra à, như là con chó như vậy đi mình thấy cái hình đó thấy nó hiền mà thấy nó buồn làm sao đó thì nó dễ gây xúc động cho người ta và khi mà làm nếu mà có một cái quỹ gây vụ GoFundMe đó thì dĩ nhiên người ta sẽ đóng góp vô nhiều. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng.